từng cái quý ha. À, thứ sáu thì mình sẽ có một cái buổi nữa, bài mình sẽ học hai hôm nay mình sẽ học chỉ có bài này, có một bài thôi, học mỗi một slide là hả? Một slide. Sẽ lại chắc. Rồi. Cái slide này là các bạn ta lại trước khi đi vào các bạn cùng đi biết nha. Thì các bạn sẽ dạy cho các bạn là sao? Về ký, biết, hình dung, tin. Gỡ kéo đi em. Chúng ta sẽ đi vào cái phần này anh chị các thầy dạy cái sơ đồ kiến thức các thầy cô các thầy dạy chưa an toàn cái sơ đồ này nhé. Chúng ta sẽ lại thôi. Đầu tiên đó thì chúng ta bắt đầu ha. Cái sơ đồ này cái này cái sơ đồ này là chúng ta gọi là sơ đồ con đường vận hóa kiến cấu của thầy Lê Hoàng Sơn. Không biết thầy Lê Hoàng Sơn không? Thầy Lê Hoàng Sơn cùng với lại cái là một trong những cái phiên bản khóa đầu tiên á, khóa đầu tiên tại Việt Nam về học chủ quyền thì cùng với lại cô Bay này, chủ khóa đó tức là có cô Bay này, có thầy Hiếu này, có thầy Lê Hoàng Sơn này, có thầy Ngô Dũng này. Rồi, vậy đó là những thầy cô mà giai đoạn đầu á, mà làm trò của thầy Vũ Chí Hiếu với lại thầy Vũ Văn Hữu á, đó, thì đó ha, thì cái sơ đồ này ban đầu do thầy Lê Mạnh Sơn kể ra, không, rồi, tổng hợp lại từ những cái sách hậu tư tưởng phân ha, vậy mình cũng biết cái nguồn gốc của cô ai á, thì thầy Lê Mạnh Sơn hiện tại cũng học phần cảm sư của ba đó, mà mình mới biết là không làm thầy, cái gì vậy, thầy Vũ Hữu đâu rồi, rồi. Vậy thì đầu tiên đó là ta sẽ đi qua về việc là biển cóc. Về biển cóc sau khi mặt bạn vào tự nhiên lên bạn hãy nhìn mặt anh cứ thử đâu. Rồi. Rồi ha, và không cần ghi chép cũng cần sách vở gì đâu ha, dẹp nó đi. Rồi bài hôm nay thì chủ yếu chỉ ôn lại thôi. Đầu tiên đó là ta có biển cóc. Biển cóc là đây đang nói chung nó thủy có nghĩa là gì, là một cái dạng mặt nước thôi ha. Còn cóc là gì, ăn một cô thôi, tóm lại là đồ ăn uống. Thành thật biển cóc không sang. Rồi, thì chỉ có thì sao, ăn vô thì nó ở đâu? Nó chứa là ở cái bụng vị. Vị làm gì? Vị máu nhừ. Máu nhừ xong là gì nữa? Đâu? Vị nó máu nhừ xong là để đó thôi. Vị nó máu nhừ. Vị có nhiệm vụ là ta nói phủ là sao? Phủ là? Thân là chứa ha. Chứa rồi làm gì nữa? Truyền tống là tản như bất tàn nha. Vậy sau khi mà vị nó nghiền nát thức ăn thì sau đó tỳ sẽ làm cái nhiệm vụ gì? Vận hóa tức là bao gồm vận và hóa, không bao gồm vận và hóa tức là hóa xong rồi mới vận. Hóa là hóa cái gì? Sau khi nghiền nát xong nó sẽ hóa thành gì? Nó sẽ hóa là cái tinh vi nha, trong cái quyển khôn hóa thấy chân á của thầy Tự Lành Ông á, thì ông miêu tả giống như vậy á, cái vị giống như cái chảo như này, cái tỳ giống như cái bếp lửa dưới vậy đó, đúng không? Cái tỳ dương nó giống như cái bếp lửa vậy, thì vậy thì thức ăn khi mà nó vào cái chảo đó, vậy cái chảo thì chỉ có dụng cụ làm gì thôi, chứa đựng thôi, còn cái lửa dưới nó chúng ta cái thằng làm sao, làm cái thức ăn có dụng chính, thì như vậy coi như cái chính nó là cái dạng gì? Là cái dạng chuyển hóa, không là cái dạng chuyển hóa, vậy cái từ hóa đó mình thì như vậy. Vậy cái hình ảnh giống cái gì? Ở trên đây nó có gì đây nè? Khói đúng không á? Thì người ta gọi đó là gì? Là tinh khí của biển cốc, không là tinh khí của biển cốc. Vậy tỳ nó sẽ sau khi bị nó có những cái nghiền nát rồi, không thì tỳ khí này là tỳ dương á, nó sẽ làm gì? Nó sẽ chuyển biến đổi thức ăn này thành cái dạng tinh khí. Sau khi biến đổi xong rồi nó sẽ bật. Tức là hóa xong rồi nó bận cái gì? vận chuyển á, cái chỗ này ta gọi là gì? Là transformer, bận gì? Hóa là transformer, vận chuyển là gì? Transporter, không? Transformer đúng không?
Vậy cái chữ này nó giỡn chứ đâu, thực sự là đúng ha. Là trong cái tiếng Anh á, người ta sẽ dịch ra cái là transform và transform, có nghĩa là chuyển dạng, nhau à, thì cái mình hai cái chữ sau khi mà gặp á, thì tùy á, land á, land transform and transform, có nghĩa là tùy phần hóa. Đó. Thì tiếng Anh người ta dịch ra là như vậy, tùy phần hóa thì có là anh em hình dung được cái sơ đồ này nha. Rồi vậy bởi vì như vậy ta nói là cái gì, ta nói là gì, là sao thượng tiêu thì như gì, mà trung tiêu thì như gì, mà hạ tiêu thì như gì. Thượng tiêu chứa gì, chứa khí. Nó nên thượng tiêu thì như mây mù, khí mà mây mù. Nó hạ tiêu thì như gì, như màu rảnh. Bởi vì hạ tiêu là gì, mình có bạc quang, có tổng khí đó bạc quang rồi nó chuyển tiểu ra đó, nó là như màu rảnh đó, đúng không? Rồi còn trung tiêu như gì, như không biết. Rồi à, như vậy thì sao hả, kìa cái khí, cái tinh khí từ thủy cấp này, cái chỗ này sẽ có rất là nhiều dạng ha. Một số sách là cái đấy mình ra ghi cái chữ gì, cốc khí. Cốc khí nghĩa là khí từ gì, từ thủy cấp đó, chứ phải là khí từ trong cái cốc. Đó, rồi như vậy thì tùy vào máy thì cái khí này sẽ được tùy vào bên đâu, à, vào nhân kế nha. Rồi vậy chắc nó đi sau. Rồi sau khi mà tùy vận hóa xong, tùy vận hóa xong rồi thì lúc đó quỷ mới làm gì, nó mới dán xuống à, nó mới dán xuống ha. Vậy cái phần thanh, cái phần thanh của thủy cốc nó sẽ được đem lên kế, cái phần trọng sẽ dán xuống đâu, à, dán xuống tiểu đường. Sau đó tiểu đường làm nhiệm vụ là gì nữa, à, thanh thanh dán trọng thêm một cái lần thứ hai. À, bởi vì sao, bởi vì cái lần thứ nhất tùy nó thanh thanh dán trọng lần rồi chưa hết. À, lúc này á, bởi vì nó quy luật nam dương mà đã làm trọng thì sao, trong cái trọng cũng có phần gì, phần thanh ra. Vậy mình lấy tiếng của phần thanh của cái phần trọng một lần nữa. À, vậy cái phần, cái phần thanh đó sao cũng sẽ được, sao cũng sẽ được tùy vận hóa đem lên, đem thế. À, rồi nó đem thế tạo thành một cái tinh khí mà mình gọi là cái dinh khí nè, nó đem lên đó, đem lên, đem lên thế. Rồi từ cái chỗ này nè, cái dinh khí này có một phần để đi qua can, sau đó sao, à, can nó sẽ nuôi dưỡng cân và ra một phần nó xuống đỡ, à, và đỡ nó, à, gạn lọc cái tinh chất. Như vậy ha, thì cái câu, cái nhánh chỗ này nè, cái nhánh chỗ này thì thầy Sơn vẽ thì nó xuất phát từ cái câu trong mẫu kinh, à, nghĩa là thủy cốc nhập vị ha, danh tinh, à, tinh vu, danh tinh vu can, à, tinh vu can, danh tinh vu công, à, có nghĩa là sao, nghe cái tinh thì nó vu nó là đến á, à, đến cái bàn can, sau đó danh tinh á, danh là sao, là đục quá, là trọc quá, à, à, danh tinh vu trung tâm ha. À, vậy thôi mình hiểu tại sao, tại trong mọi chương trình có những câu nó cũng tắt, à, nó đốt cháy giai đoạn, đúng không? Cho nên tạm thời cái câu cái khúc này anh sẽ không nói, cái khúc từ đây qua đây anh nói, à, anh chỉ coi như về coi cái nhánh cái phần còn lại anh sẽ để phần sau. Chỉ biết rằng là khi mà can nó có rồi thì can sẽ nuôi dưỡng gì, nuôi dưỡng cân. Rồi can, à, nó sẽ có những tinh chất, can nó sẽ rạn lọc ra một cái thứ, một cái chất dịch, à, ta gọi đó là tinh chất từ tạng can. Cái tinh chất này nè, nó sẽ được chuyển giao xuống cho phụ đỡ. Thì cái phụ đỡ đến lúc mà nó đến phụ đỡ rồi, chúng ta gọi là gì, đỡn chất. À, đỡn chất thì đỡn chất này nó được phụ đỡ làm gì, à, giữ lại đó, giữ lại đó để phục vụ cho cái công năng của phụ đỡ, nó chính là công năng gì, à, trung tinh chi phủ. À, trung tinh chi phủ nghĩa là cái phủ toàn chứa tinh, tinh đây tức là tinh chất từ tạng can đem xuống, thì chúng ta gọi là đỡn chất. Khi nó đến phủ đỡ thì gọi là đỡn chất, bởi vậy nên đỡ nó mới chỉ là trung tinh chi phủ. Thì như vậy ha, là cái phủ mà nó toàn chứa tinh ở trong đó, à, tinh đây chính là tinh chất do can nó gạt lọc xuống. À, vậy theo những cái ý lý đồng ý của mình đó, thì không có cái chuyện là gì, là cái đỡn chất này nó bài tiết đi đâu đó, nó phải giữ lại đó, bởi vậy nên đỡ nó mới là phủ kỳ hạn. À, chứ nếu mà nó tả đi, nó truyền đi, nó thải đi, nó đi chỗ khác thì nó không bao giờ được kỳ nhạc. Thì nó là kỳ nhạc, nó tàn chứa tinh chất. Tàn chứa tinh chất nó để làm cái gì? Nó để phục vụ cho công năng thứ hai của nó, đó chính là gì? Là trung chính chi quan. À, anh đã đáng cái này là trung chính chi quan nghĩa là sao? Nghĩa là làm cho, nó làm cho tất cả các cơ quan đảng phủ các cơ thể sao? Hoạt động theo cái đường lối ngay thẳng, chính đáng, phù hợp.
mà tôi được gọi là chức năng là trung dính chi quan. À, như vậy thì hay nói một cách nôm na là gì, nói một cách mà dễ hiểu hơn như thế nữa là nó là gì, cái chức năng mà can á, sơ tiết á, can sơ tiết nghĩa là gì, nghĩa là làm cho các bạn phủ nó sao hoạt động ở cái trạng thái tốt nhất. Đó, bao gồm sơ tiết, về can có sơ tiết anh đã nói rồi, can sơ tiết cho tất cả các tạng phủ, chứ không phải can chỉ có sơ tiết cho một cái trạng thái tình trí hoặc là sơ tiết cho cái tiền vị không, mà can có sơ tiết cho phế, can sơ tiết cho tâm, can sơ tiết cho đại đường, tiểu đường, sơ tiết hết, đúng không? À, thì vậy trong đó cái chức năng sơ tiết của tạng can á, à, nó sẽ sao? À, nó sẽ được giao phó một phần cho phụ đỡ. Như vậy thì đỡ à, cái chức năng mà trung chính chi quan phụ đỡ thực ra nó là gì? Nó chính là xuất phát từ chức năng mà can phụ sơ tiết. À, nó làm cho các cơ quan thành phủ hoạt động ở cái trạng thái tốt nhất là ở cái trạng chính đáng là phù hợp ngay thẳng. À, như vậy thì à, đỡ trách làm cái nhiệm vụ này. Vậy thì sao? Hoạt động cho đây là nó sao? Ở đây anh chỉ vẽ được cái nhánh là sao? Là nó sơ tiết cho cái hoạt động của cái hệ thống tiêu hóa rồi nó chính là tiền vị cho vân vân nha, vị trường vân vân thôi. Nhưng thật sự bản chất là cái phủ động này sẽ sơ tiết cho ai? Cho tất cả các cơ quan thành phủ nha ha. Ví dụ như đó ha, là chức năng trung chính chi quan của phủ động có vấn đề á, thì bữa trước anh đã giải quyết rồi cái bài gì thất nguyên ha, bệnh nhân sẽ mất ngủ ha. Rồi à, như vậy ha. Rồi cái chỗ mà tiểu đường này nó phân thanh gián trọng thì có hai cái phần. Một phần ta gọi là tinh thanh. Tinh thanh này nó sẽ ra cái tùy vận hóa đi lên phế. Một phần ta gọi là khỉ thanh. Khỉ thanh này sẽ được đem xuống bàn quan. À, rồi. Còn cái phần trầm sẽ được đưa xuống đại trường. À, rồi đại trường sao? Đại trường sẽ có phần thanh là tế bí điện. Điện cấp. Vậy tế bí cấp nghĩa là sẽ đạt vào cái phần gì? Khỉ thanh. À, tức là nước trong á, à, dịch nước trong nghe ghê quá, thủy thanh á, một cái phần thủy thanh sẽ được đại trường cạn vào sẽ đi qua bên bàn quan, rồi còn cái phần cuối cùng sẽ đi ra ngoài thanh, rồi như vậy thì đây là con đường đó là kết thúc, rồi à, tiếp đến là tôi có chức năng của thận, về thận thì thực hiện là gì, là chuyển hóa bàn quan, chuyển hóa bàn quan để tạo thành nước tiểu ha. À, và à, khí hóa bàng quang là để làm gì? Khí hóa bàng quang chính là cái công năng cho nó là gì? Cũng giống như là phân thanh thanh gián trọng vậy đó. Ở tỳ để thanh thanh gián trọng của thủy cấp. Còn sao? Còn bàng quang là thanh thanh gián trọng của thủy. Tức là phần nước trong cơ thể. À, vậy thì sao? Cái phần mà thủy thanh sẽ được đem lên để tái sử dụng. Còn cái phần mà thủy trọng sẽ được sao? Bài tiết ra ngoài thành nước tiểu ha. À, như vậy thì ta có ha. Hải Lương Hồng ha. À, thì ông cũng có nói về quyền tận phát vi ha, thì nó là gì, à, về cái chức năng đó bàn quan giống như là chấm nước gì đó, à, thấy được chấm nước không, à, dưới đây là sao, thận dương cái tính là gì, là cái lỗ nữa, à, vậy sao, à, thận dương là lỗ gì, cái bàn quan chỉ là cái gì đâu, là cái nơi đựng nước thôi, cái giống như phụ vị là cái nơi đựng thôi, không có làm được gì hết á. À, như vậy khi mà sao, khi mà có thận dương thì sao, nước nó sẽ được làm gì, nó sẽ được sự bốc hơi, bốc hơi sẽ lên đâu, lên trên cao đúng không, lên cao thì lên đến cao nhất thì nó phải sao, nó phải đầu lại ha, phế là tạng cao nhất trong ngũ tạng không, và phế đóng vai trò giống như là một cái lọc, ta nói vậy, cái lọc thì nước sẽ lên gì, lên đủ cái nắp dung thì sao, hơi nước sẽ đọc lại xong nó sẽ làm gì nữa, tụ ra nước đúng không, và cái khí đó xuất phát từ thủy, gọi là khí trong thủy. À, vậy cái khí đó sao? Khi lên tới tạng cao nhất thì nó sẽ đọc lại thành thủy. Thủy nó sẽ rớt xuống dưới. À, rớt được trở lại đúng không? À, về cái chức năng mà sao? Đó thì gọi là phế không điều thủy giảm. Không? Không? Như vậy nha, đây là không? Được chưa? À, như vậy thì phế không điều thủy giảm xuống. À, thì thật ra không điều thủy giảm nghĩa là sao? Là nó tưới nhuận cho toàn thân đó. Tức là thủy dịch lên tới phế rồi. Phế là cái tạng cao nhất. Chính vì nhiệm vụ này nó phải sao? Phân tuyên thông tuyên phát túc giác, à, nó phải đem ra toàn thân á, phải nó phân bố thủy dịch toàn thân để nuôi dưỡng tất cả các cơ quan tạng phủ, tức là cung cấp thủy dịch cho tất cả các cơ quan tạng phủ, các cấu trúc của cơ thể, nào da, nào thịt, nào gân, nào cơ, và cái chức năng đó gọi là thông điện bị đạo. Rồi. Như vậy thì chỗ này ta có cái mối liên hệ giữa thận âm và thận dương. Ta nói là gì? Là thận âm. Hay nói đúng hơn là chức năng là ta có hai chức năng, đó là
tận trụ thủy và tận khí hóa bàng quang, thì hai cái chức năng này nó liên hệ với nhau. Thận chủ thủy nghĩa là thận cai quản tất cả các nguồn thủy dịch trong cơ thể. Bởi vì mà ta mới có câu là gì, là ngũ dịch trong cơ thể đều phục thận, ý là như vậy đó. Nghĩa là thận chủ thủy có nghĩa là thận chịu trách nhiệm là điều hòa lượng thủy dịch trong toàn bộ cơ thể, hay nói đúng hơn đó là cân bằng nước trong cơ thể. Nói cách nôm na là như vậy. Rồi vậy cái chức năng mà thận chủ thủy hay đúng là thận giữ điều hòa lượng cơ thể, nó phải thông qua cái con đường chính là thận chủ khí hóa bàng quang. Vậy thì thận khí hóa bàng quang, thì khi mà thận khí hóa bàng quang xong thì tạo thành gì? Tạo thành cái phần thủy dịch và cái nước tiểu ra ngoài. Vậy khi mà ví dụ như cơ thể ta thiếu thủy dịch thì ra chức năng thận khí hóa bàng quang nó sẽ ra, nó sẽ làm thật là nhiều lên để chi, để cho nước giữ lại và ra cái phần tiểu ra ngoài ít đi. Rồi khi mà sao, khi mà cơ thể chúng ta mà sao mà dư nước về sao, thận nó sẽ ra, nó sẽ thải nước nhiều hơn và sao cơ thể ta sẽ giúp đào thải bớt nước. Vậy đó chính là cái chức năng mà phối hợp giữa thận âm và thận dương, hay nói qua là thận chủ thủy và thận khí hóa bàng quang trong vấn đề điều hòa lượng nước trong cơ thể, đúng không? Rồi về nhà đọc thêm, nghe chắc chắn là sẽ không hiểu đâu, một lần nghe không hiểu. Ok, như vậy thì cái này là phối hợp giữa hai là thận thủy hay thận âm, hay là chính về cái chuyện anh đã nói là thủy dịch trong cơ thể. Còn ví dụ như thận khí hóa bàng quang là điều khiển cái việc mà cái thủy dịch đó trong cơ thể là sao, chúng ta đào thải ra nhiều hay ít, là do thận khí hóa bàng quang quyết định. Vậy hai cái thằng này phối hợp với nhau sẽ tạo cái cân bằng thủy dịch trong cơ thể. Vậy khi mà gặp rối loạn cái này thì về cái thủy dịch trong cơ thể ta sẽ không cân bằng. Chẳng hạn như khi mà thận mà nó không khí hóa bàng quang, thận mà thận dương mà thận dương hơn là thận bông hỏa suy, là thận khí suy, nó không khí hóa được bàng quang thì gì xảy ra? Thủy dịch nó sẽ ứ lại trong cơ thể, đúng không? Thủy dịch sẽ ứ lại trong cơ thể, nó không có đào thải ra ngoài, chỉ ứ lại trong cơ thể thì sao? Thì bài thờ nó sẽ tràn ra ngoài cơ phu, tràn ra ngoài bình phu, lúc đó ta có phát sinh cái chứng là thủy thủng, tràn ra ngoài bình phu, thủy thủng. Còn bây giờ nó không tràn, một cái tình huống thứ hai bây giờ thận cũng không khí hóa được bàng quang, bây giờ nó không phải tràn, bây giờ nó không khí hóa được thì sao? Tiểu nhiều, thì tiểu nhiều và trong dài. Vậy nếu là thận dương ngư tỷ lệ chúng ta sẽ có thận không khí hóa được bàng quang thì cũng có hai trường hợp xảy ra, một là phù thành tiểu ít, hai là sao? Tiểu nhiều. Như vậy nha. Ok, ở đây chúng ta cái nhánh này nó rất là quan trọng ha. Cái nhánh này nó làm rất là nhiều chuyện. Cái chỗ này nè, thận khí hóa bàng quang ra được một cái khí trong thủy, thì khí này một là lên kế để tạo thành cái thủy dịch mới, hai là cái khí này nó bắt buộc từ gì, từ thủy. Thủy thì có tính gì, tính gì, hạn, đúng không? Thái dương hàn thủy. Thái dương hàn thủy, dương minh thì là gì, táo kim, không, đó là thủy hàn, hàn thủy. Thủy thì có tính hàn, kim thì có tính táo, không, thấp thì gì, thổ thì có tính thấp, không, thái âm thấp thổ. Như vậy thì bởi vì cái khí này thuộc về thủy nên cái khí này có tính rất là hàn. Hàn như vậy nó lên nó làm gì, thanh tâm hỏa. Thanh tâm hỏa tức là gì, là làm mát cái tâm hỏa. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là quân hỏa, tâm là thiếu âm quân hỏa, là hỏa của mặt trời. Mà mặt trời rồi thì phải có gì che? Phải có mây che. Nếu mà mây không có che được mặt trời thì sao? Thì hạ giới sẽ bị sao? Sẽ bị thiêu đốt hết. Bởi vậy nên hậu nghệ nó bắn chính mặt trời, đúng không? Đây đó là cái truyền lý nói lên cái gì? Mặc dù đó là truyền thuyết, nó là cái quan điểm về triết học của từ xưa ha. Vậy khi mà tâm hỏa mà một mình chúng ta gọi là tâm hỏa độc kháng, tức là tâm hỏa một mình nó là sao, nó vượng thịnh lên ở phía trên thì sao, nó sẽ tiêu đốt ở phía trên. Như vậy sẽ sao, cơ thể sẽ sinh ra bệnh. Như vậy phải có cái từ sao, phải có sự giao tế giữa tâm và thần đó. Vậy thần khí hóa bàng quang tạo cái khí khí trong thủy sẽ lên thanh tâm hỏa để làm dịu được cái tâm hỏa phía trên. Thế là ta tập trung lên cái nhánh tiếp theo là nhánh thủy phế nha. Vậy phế thì tạo thành gì? Ở bên ngoài nó là có thiên khí. Thiên khí thì gồm có thanh khí và trọng khí. Thiên khí là khí bên ngoài môi trường nè, đó gồm thanh khí và trọng khí.
cơ thể ta chỉ xài được 5 kg thôi. Bởi vì kế có nhiệm vụ là gì? Là kế chủ túc giác. Túc có nghĩa là gì? Mình chưa nói rồi. Túc có nghĩa là thanh túc, có nghĩa là làm trong, làm sạch. À, hay nói mà có nghĩa là bữa trước nói là cái hình tượng là gì? Là cái chuyện túc nó có nghĩa là gì? Là tem, giống như là tem bỏ cái ly, tem bỏ bùn trong cái ly nước, xong tem quấy lên, xong cái tem để yên, cái sẽ lắng xuống xuống dưới cái phần trong lên trên ha. Vậy ra à, cái hành động đó ta gọi là gì? Là túc, là thanh túc như là sao? Như là gạn lọc ra một cái phần đục, một cái phần trong. À, à. Như vậy thì kế chuyện như là túc dán thì bao gồm có hai chuyện là túc và dán, hay là cái chuyện ghét ha, chứ không phải là túc dán hay là dán xuống chân. À, túc không phải là chân, túc cũng không phải là đầy đủ. Túc ở đây là từ thanh túc, có nghĩa là trong sạch. À, vậy thì kế sự túc dán và túc chúng ta làm gạt là cái chi khí là thanh khí và trọng khí. Trọng khí sẽ được sao? Sẽ được kế đem ra ngoài qua cái động tác là thở ra. Còn thanh khí sẽ được thận chủ về nạp khí, thu giữ lại trong cơ thể. À, vậy thì khi mà cái khí nó thu giữ trong cơ thể thì kế sẽ làm nhiệm vụ gì nữa? Sẽ kết hợp với lại cái dinh thực tỳ đem lên để tạo ra hai cái hệ phối hợp với nhau, và ngay cả khí từ thận khí lên sẽ phối hợp lại ba cái nguồn khí này với nhau tạo thành cái gì? Tạo thành tông khí. Tông khí sẽ chia ra hai nhánh, một nhánh là gọi là dinh khí sẽ được phế đem qua tâm để làm gì? À, để hóa khí. À, ta gọi là hóa đỏ. Đó. Tại sao gọi là hóa đỏ? Bởi vì tâm nó đưa gì? Tâm đưa hỏa vào. À, như vậy tâm là thiếu âm quân hỏa, chịu trách nhiệm là ôn nóng toàn bộ cơ thể, hay nói hơn là chịu nhiệm là cung cấp hỏa cho toàn bộ cơ thể. Như vậy tâm nó cung cấp hỏa bằng đường nào? Chính là bằng đường huyết, hiểu không? Thế thì huyết nó có tính âm, đó. Nên mặc dù ta nói là thuốc bổ âm, thuốc bổ huyết, nhưng mà những cái thuốc bổ huyết từ tất hầu như những vị thuốc bổ huyết nào cũng có tính âm, chứ thuốc bổ huyết không phải thuốc cúng hàng. À, có tính ấm là bởi vì sao? Bởi vì đồng khí tương cầu. À, bởi vì những cái thuốc nó có tính ấm thì nó mới quy được vào phần huyết, nó bổ phần huyết. À, chỉ ngoại trừ ngoại lệ một vài trường hợp là thuốc bổ huyết xuất hàng thôi là bằng thường. Rồi như vậy thì hóa đỏ ha. Vậy nhờ cái con đường hóa đỏ này là thành huyết. Do huyết sẽ đi đâu? Đi toàn thân. Đi toàn thân. Chỉ huyết đi toàn thân là dựa vào công năng gì? Tâm chủ huyết mạch. Tâm chủ huyết mạch và kế chủ khí ha, và tâm chủ huyết mạch thư toàn thân. Rồi ở đây thì sẽ tạo một phần, nó sẽ tạo ảnh gì? Kết hợp đây ha, từ cái nhánh từ tận đi lên, từ tận đi lên thì cái khí này sau khi khí nó tàn quang nè, thì sẽ thêm cái kinh túc thái dương tàn quang để đi lên, để đi toàn bộ cơ thể. Kinh túc thái dương tàn quang là chính mình đi từ đâu? Từ mặt nè, đi xuống cái nhiệt trường. Vậy đúng không? Vậy kinh thái dương tàn quang là cái thằng mà đi toàn bộ cơ thể hết. À, đúng không? Vậy là chân tái dương hoàng quang chủ yếu. À, nó chủ bảo vệ cơ thể phía trước nằm và thập xương hàng rồi. À, như vậy thì cái khí từ khí mở khí hóa hoàng quang này sẽ theo chân bàn quang đi toàn bộ cơ thể nha. Và đây là phối hợp với lại cho một cái phần tâm khí nha. Nó là gì? Vệ khí. À, vệ khí có trách nhiệm là đi ra ngoài á, đi mau và giúp bảo vệ cơ thể nha. Dạ. Đâu? Một nhắn nữa xuất phát từ chỗ nào? Không biết nữa. À, rồi cái này là cái trường này rất là mờ nhé. Cái chữ huyết là bắt xuất phát từ chữ huyết là chạy xuống hồng. À, thấy không? Rồi, đó, lại cái máy này nó sáng quá. Rồi, để đây là cái chữ tinh. Rồi, như vậy cái chữ tinh là như thế nào? Huyết. À, thì ta có cái câu là tinh huyết đồng nguyên. À, như vậy thì tinh và huyết nó cùng một nguồn gốc. Như vậy thì cái câu này phải hiểu như thế nào? Nó là kỳ trước nó có em đi ba để em hỏi anh rằng là em thấy là tinh khí huyết đó, của môn nguyên lý đại liên hệ nhau, nó chuyển hóa cho nhau, vậy thì ba cái thứ này coi như nó là một được không? Tại sao phải chia ra, đúng không? À, bởi vì về đọc sách đâu em sẽ rất là rối. À, thì anh sẽ nói như vậy nha. Huyết này nè, bản chất của huyết này là từ đâu mà ra? Dinh này thật ra bản chất từ đâu? Tỷ cấu nè, thành dinh, tinh nguyên cấu này qua đây dinh, qua đây nó động thành huyết. À, như vậy á, huyết này sao? Huyết này bản chất cái công năng của nó thật ra nó chỉ là dinh và nó có thêm hỏa nữa không? Nó là dinh cộng hỏa đúng không?
À, vậy thôi. À, như vậy bản chất nó dính cầu hỏa nó chịu được thôi, chịu được toàn thân. Thì khi mà huyết mà đi đến cơ quan tạng phủ nào thì sẽ cung cấp cái dinh và cái hỏa cho cơ quan tạng phủ đó và cho cái cấu trúc đó trong cơ thể. À, vậy cái đó làm gì? Cơ quan tạng phủ người sẽ lấy cái huyết đó đem tổng hợp lại thành gì? Thành tinh của cơ quan tạng phủ đó. Ví dụ can nó nhận huyết thì nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ tổng hợp thành gì? Thành tinh của tạng can. Ví dụ như là cơ nhục nhận cái huyết đó thì sẽ tổng hợp là thành gì? Tinh của cơ nhục. Vậy tinh là cái dạng vật chất dự trữ để ra được phục vụ cho sao? Cái công năng của cái cơ quan tổ chức đó. Ví dụ như tinh của tạng can thì vậy tinh của tạng can nó sẽ được dự trữ tại tạng can. Vậy để làm gì? Tinh của tạng can sẽ hóa thành gì? Sẽ hóa thành can khí hoặc sẽ hóa thành can can huyết. Tinh của tạng can đó là cái dạng vật chất dự trữ. Vậy khi mà can đó, tinh của tạng can sẽ được can chuyển hóa thành can khí. Can khí nó sẽ đi làm gì? Phục vụ cho chức năng của tạng can, đi làm cái chuyện của tạng như là can làm gì? Can chủ cơn, can sơ tiết, đúng không? Nhớ không? Rồi. Còn cái can huyết tinh nó sẽ chuyển thành can tinh, nó sẽ chuyển thành can huyết. Can huyết làm gì? Dự trữ nuôi. À, nuôi cơn, nó nuôi dưỡng cơn, đúng không? Can nuôi dưỡng gì? Mắt dưỡng nè, đúng không? À, đó. Rồi. Vậy can nó sẽ tạo lấy cái huyết, nó sẽ tổng hợp lại thành tinh của tạng can. Tinh của tạng can nó mới biến thành can khí, biến thành can huyết. Rồi. Vậy cái tinh đó sau khi mà can á, mà nó xài không hết á, nó xài không hết để làm cái gì? Nó sẽ chuyển lại vào trong kinh lạc. Nó sẽ đi theo huyết, nó sẽ đi vào trong kinh lạc, nó đi theo huyết đi đâu? À, đi vòng vòng, cuối cùng nó đi đâu? Đi đến thận. Điên thận thì thận nó sẽ làm gì? Sẽ tàn tinh. À, chứ vậy nên ta rõ là gì? Là tùy chủ về tinh hậu thiên. À, thận tàn tinh tiên tiên hậu thiên, nhưng tùy lại chủ về hậu thiên. Như vậy tùy chủ về hậu thiên là phải có cái con đường vô cùng dài. Từ đây, xuống đây, lên đây, qua đây, vào cái này. À, như vậy bởi vậy ta nói là sao? Nội kinh nó khó hiểu bởi vì sao? Bởi vì nó tắc quá. Tùy chủ hậu thiên. À, ví dụ như ta có chức năng là gì? Tùy gì? Tùy sinh huyết. Nhưng mà có đúng là tùy sinh huyết không? Không, mà tùy sinh huyết là phải là vậy nè. Vô đây, lên đây, qua đây, à, huyết. À, vậy đó. Vậy có phải là bản chất của huyết là dinh này không? Mà dinh này từ đâu mà có? Tùy. Mà phải có tùy nghệ thuật hóa, đúng không? À, như vậy thì bảo là tùy sinh huyết có nghĩa là nguyên cái con đường dài như vậy. Đúng không? Rồi. Như vậy là lẽ ta nói là gì vậy? Hiểu ý nghĩa của chuyện mà tinh huyết đồng nguyên chưa? À, trẻ có phải là vậy thì huyết nó sinh thành tinh không? Được đó, tinh nó sinh thành huyết không? Nhưng mà hai cái chữ này có giống nhau không? Không, hiểu rõ ha. Và chúng ta đồng nguyên nha, cùng một góc thì bản chất cái góc của nó là từ đâu? Từ đồ ăn mà đi vào. Không, vậy cái đó chỉ là tinh huyết đồng nguyên là từ đâu? Không, rồi. Rồi, như vậy thì em chỉ ví dụ tạng can á, nhưng mà tất cả các chỗ khác đều có tinh duyên của nó hết ha. Ví dụ như là cơ nhục sẽ có tinh duyên của cơ nhục, bì ma sẽ có tinh duyên của bì ma. Nhưng mà mình sẽ không nói ra đây. Rồi, vậy sau khi mà cái cơ quan tạng phủ đó nó xài xong nó dự để nó đầy đủ tổng hợp để dư thì nó sẽ đem xuống đâu? Đem xuống thận. Thận sẽ là cái nơi tàn tinh. Thì tàn để làm chi? Giống như là cái gì? Giống như là cái kho gì đó, cái kho dự trữ. Thế mà thằng nào hết thì sao? À, nó sẽ sao? Nó cũng sẽ cung cấp lại cho thằng đó xài. Nhớ cung cấp bằng cách nào? Cũng phải bằng được kinh lạc. Đúng không? À, vậy cuối cùng sao? Cuối cùng là khi mình nói thì mình tách ra mình nói thôi. Nhưng mà khi đi, những thằng này sẽ đi sao? Đi chung hết. Giống như là, em cứ nghĩ là giống như máu trong tay của mình. Có phải là trong cái mạch máu của mình á? À, có nước này, có điện giải này, có các tế bào máu, có chất dinh dưỡng, có protein, có vân vân, rất là nhiều thứ không? Vậy khi mà họ có thì em tách ra cái chất này, cái chất kia, cái chất nọ không? Nhưng mà khi mà em đi thì nó có đi riêng không? Không, đi chung hết à, trong mạch máu mình á. Vậy em cũng tưởng tượng là như vậy á, trong cái kinh lạc của mình á, có huyết, có huyết không? Thì mình nói huyết như là mình nói vắn tắt thôi, nhưng mà trong đó thật ra nó có gì nữa? Nó có tinh nè, nó có tân dịch nè. Đó, nó có đầy đủ lắm. Mà không phải tinh của một tạng không, mà tinh của sao?
của nhiều bạn, huyết của ai, của nhiều bạn, không? Rồi, à. Rồi. Như vậy đến tạng cửa phòng chúng ta có chức năng là tổng tạng kinh. Vậy chúng ta có tinh tiên tiên và tinh tinh hậu tiên. Từ nãy giờ chúng ta đang nói là tinh hậu tiên. À, còn cái tinh tiên thiên là tất nhiên là do cha mẹ truyền cho rồi, cố định giữ cục ở đó. À, về tinh tiên thiên là cái gì? Tinh tiên thiên nó sẽ là cái động lực để giúp cho hình thành cái tinh hậu tiên. À, vậy câu này hiểu sao? À, không biết nữa. À, tại cho em còn nhỏ quá, nói cho em sẽ rất là dễ lộn, rất là dễ nằm ha. Rồi, à, nói một cách nôm na kiểu giống như vậy nha. À, tới bầu gốc. À, ví dụ như giờ ha, cái sản sinh ra hồng cầu đúng không? Sản sinh hồng cầu em có tế bào gốc tủy xương đúng không? À, vậy tế bào gốc tủy xương tự một mình nó có thể sinh ra được hồng cầu không? Không, nó phải được cung cấp các nguyên liệu, ví dụ như protein nè, ví dụ acid nucleic nè. Vậy protein, acid nucleic nó phải từ đâu mà ra? Ăn từ đồ ăn mà vào, đúng không? Vậy thì cái dạng mà acid nucleic, protein nó cũng gọi là tinh. Cái dạng mà tế bào gốc nó cũng là tinh, hiểu không? À, như vậy nôm na thì em có thể hiểu rằng là những cái tế bào gốc hoặc là những cái tế bào gốc đó tại vì là tinh tiên thiên, còn tinh hậu thiên chính là những cái dạng vật chất, ví dụ như là acid amin, ví dụ như là lipid, ví dụ gì á, tụi em ăn hàng ngày thì em vào có thể hiểu giống như vậy, đại khái giống vậy, được không? Rồi ha, đại khái giống vậy rồi ha. Thôi, chuyện nào gặp sau đại học nữa anh nói tiếp. Rồi. Ok, có thể phân biệt được nha. Rồi. Như vậy thì sao? À, hiện tại thì sao? Mà chúng ta là tinh tiên thiên thì mình không thay đổi được, tinh hậu tiên thì mình bổ sung. Rồi, rồi thận, à, tiếp tới cái nhánh chỗ thận. Vậy thì thận này nó sẽ ra thận tạng tinh, cuối cùng thận là có được thận tinh đúng không? Thì thận tinh nó giữ cái làm nhiệm vụ gì? Thận tinh nó có những chức năng quan trọng ở đây. Một là sẽ làm gì? Tinh thì sinh, sinh thủy, mà não là để của thủy ha. Nên à, giúp cho vấn đề nuôi dưỡng não và thủy. Và thứ hai là tinh sinh tỷ, tỷ thì gì? Dưỡng tốt, đó là dưỡng sự cứng chắc của xương. À, tiếp theo á, cái nhánh chỗ này nữa, ta quay lại cái nhánh chỗ này. À, khí từ trong tỷ thì sẽ hình thành ân tỷ, tỷ này sẽ hình thành ân gì? Tân dịch. Tân dịch thì ta có phần tân và hình dịch. Tân, hình ép trong hình dịch. À, vậy tân á, là tân. À, tân kết hợp với tinh, tạo thành thứ gọi là tinh sinh dục. À, rồi. Rồi còn cái phần dịch là cái phần mà nó đục hơn. À, cái phần dịch nó đục hơn á, thì vậy nó sẽ đi đâu? Tạo thành mồ hôi, này da, này cơ, đi đến sao? Nó tạo ra ngoài, tạo thành mồ hôi, nó đi đến da, nuôi dưỡng da, nuôi dưỡng cơ nha. Đi ở trong kinh lạc nha, thì nó giúp hình thành đến đường huyết. Nói chung nó có rất là nhiều chức năng. Rồi. Rồi. Chúng ta đi qua cái chỗ, cái nhánh chỗ này. Đây cái nhánh xuất phát từ tâm nè. Tâm nó sẽ đau, nó sẽ đưa hỏa xuống à, xuống tiểu trường à, chính vì vậy là sao? Khi mà tâm có nhiệt thì sao? Thì tiểu trường cũng có nhiệt à, mà tiểu trường tâm nó đâu? Nó là quang. Nhưng khi mà tâm có nhiệt, truyền nhiệt qua tiểu trường thì nhiệt tiểu đỏ à, à, nên vậy ha à, nên em có cái nguyên nhân đó, cái công việc đó à. Rồi bàn quang thì biểu lý với ai? Thần à. Nên tâm đưa hỏa xuống thần, nó phải đi nhập tâm. À, hỏa của tâm nó sẽ đau, nó sẽ theo kinh tiểu trường. Kinh tiểu trường nói kinh bàng quang, kinh bàng quang nói kinh thần, cuối cùng nhả kinh sinh thần. À, bởi vì ta nói gì? Ta nói là tâm hỏa hay nó là quân hỏa, nó là sao? Nó ôm cho nguyên hỏa. À, thì vậy có một cái chữ thôi, nhưng thật ra nó đi con đường vòng vòng, chứ không phải nó đi thẳng xuống. À, bởi vì kinh tâm và kinh thần nó không có nhánh nối với nhau. À, chứ vậy nó phải mượn đường nó đi. À. Vậy chính vì con đường này tâm có chuyện mà gì, khi tâm có chuyện thì sao? Tiểu đỏ. Rồi. Rồi ta có thận dương thì nó sẽ làm gì? Ai sẽ giúp mình gỡ đây? Thận dương nó sẽ ôm cho tỳ tỳ dương. À. Thận dương đưa hỏa cho tỳ dương. Chứ vậy khi mà thận dương hư thì sẽ giúp đến gì? Tỳ dương hư, chính xác. Rồi tỳ dương hư có dẫn đến thận dương hư không? Có đúng không? Giải thích con đường nào? Không, thận dương hư dẫn đến tỳ dương hư thì rất là dễ hiểu, bởi vì thận dương nó cung cấp hỏa cho tỳ dương. Không?
Nói chung là nếu mà hiểu được cái sơ đồ này coi như là xong hết rồi đó. Còn đi lý của Đam Y thì không hết rồi đó. Rồi. Sao? Tỳ Dương sao? Tỳ Dương nói ra là thôi chứ bà con người mèo. Tỳ Dương không còn má được thiện tóc thì sẽ tạo không tạo thành gì? Không tạo thành Huế. À, không tạo thành tinh. Tinh. À, mình nói bắn đốt cháy giai đoạn đi ha. Tinh luôn. Không tạo thành tinh. Người ta biết là thận tinh nó hóa thành thận gì? Thận dương. Hóa thận khí. Thận khí. Ừ. Dương. À, mình nói thận khí thì cho nó dễ hiểu ha. À, rồi, đó, được không? Như vậy thì sao? Vậy muốn mà nói rằng là tỳ dương hư dẫn đến thận dương hư, vậy người ta mới có con đường là gì? Thận tinh hay hương dương. Đúng không? À, nếu mà nói được cơ chế đó là thận tinh hay hương dương. Như vậy thì ta muốn chứng minh được rằng là bệnh nhân này đầu biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân thay thứ tự thời gian là bệnh nhân phải có gì thì dương hư, sau đó bệnh nhân có biểu hiện là gì thận dương tinh bất tốt, sau đó cuối cùng bệnh nhân mới có gì thận dương hư, và cuối cùng cái chứng trạng cuối cùng mình sẽ là tỳ thận dương hư. Bởi vì khi thận tinh bất tốt cái chuyện là thận dương hư là một cái chuyện thận dương bất tốt sẽ bị che vào bệnh dương hư đó. À, cao nha. Rồi, như vậy mình sẽ học cái sơ đồ này ha. Rồi cái nhánh chỗ này nào huyết đi toàn thân thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Về phế, phải gọi là phế triều bách mạch. Phế triều bách mạch. À, bách có nghĩa là gì? Mạch trăm á, mạch trăm đây là con số tượng hình. Con số tượng hình nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các mạch nó sao? Nó quy về phế ha. Chính vì vậy nên chúng ta bắt mạch là bắt mạch ở kinh nào? Kinh thủ thấy không? Phế. Cái đường này phải đường của kinh phế không? À, tức là bắt mạch là bắt của kinh phủ thấy không? Phế. Nhưng mà tại sao chúng ta chia ra tạng phủ? Là bởi vì sao? Phế triều bắt mạch. Tất cả cái sao? Tất cả các mạch nó phải quy về phế hết. Vậy khí huyết á, khí huyết nó vận hành trong kinh mạch đúng không? Vậy khí huyết nó đi một vòng đúng không? Nó khởi đầu tại phế, đi một vòng thì nó cũng trở về đâu? Trở về phế. Chính vì vậy nên là sao? Nạn kinh mới giải thích cái lý do tại sao chúng ta bắt mạch, chúng ta chỉ bắt mạch tại sao? Thủ thấy không? Phế. Mà định được sinh tử. Sinh tử đây nghĩa là gì? Nó nói gì? Là biết được sao? Biết được toàn bộ tất cả các mạng khác của cơ thể. Chứ mày chỗ này là chương gì? Thủ thấy không? Phế chương gì? Như vậy ha. Như vậy thì sao? Bởi vậy chúng ta nói gì? Cái mối liên hệ giữa tinh nè, khí nè, huyết nè, tân dịch nó nằm hết trong cái sơ đồ này. À, nó là tên của nó là gì? Là huyết sinh tinh, tinh sinh huyết, rồi huyết sinh tinh sinh huyết đúng không? Rồi khí sinh huyết, khí sinh khí hay gì đó vân vân ha. Vậy sao? Nó rất là rối ha, tụi em sẽ rất là bấn loạn ha, tụi em thấy trên cái sơ đồ này tụi em thấy ha. Nó nói là gì? À, khí và huyết nó có mối liên hệ với nhau đúng không? Như vậy thì nó là mà huyết nó tạo thành là gì? Là phải do tỳ khí nó vận hết cái điện cấp thì nó tạo thành được huyết không? Vậy nếu như tỳ khí hư thì nó tạo thành được huyết không? Không. Chúng thấy không? Vậy đó là mối liên hệ giữa khí và huyết là bậc thứ nhất. Bậc thứ hai, bây giờ phế khí hư thì có tạo là đâu? Phế mà nó không có túc dáng viên khí thì có tạo thành được tâm khí không? Không. Như vậy thì đây chính là cái chốt thứ hai liên quan đến khí trong liên quan đến sự hình thành huyết. Tiếp theo bây giờ tâm tâm khí hay nó là tâm dương tâm hỏa đó, không tâm khí là tâm dương tâm hỏa chưa mình nhớ mà à, tại sao nó khí huyết mà nó tách ra, thật ra khí huyết chính là âm dương đúng không? Huyết nó đại diện cho phần âm, khí nó đại diện cho phần dương, bởi vậy nên là nói khí huyết cái này nó âm dương đó. À, như vậy thì khi mà tâm khí mà nó không có hóa đổi được huyết như vậy thì sao, có huyết không? Không. Vậy đây chính là cái chốt tương lai. Như vậy rõ ràng để có hình thành huyết thì phải có ai? Phải có khí. Khí. À, chính là vậy là sao? Đây là mối liên hệ khí. Nếu không có khí thì huyết có được sinh ra không? Không. Đúng không? À, như vậy, chính là vậy nên để lại chuyện là gì? Khí hư thì huyết cũng sao? À, lâu ngày khí hư nó sẽ dẫn đến là sao? Huyết hư. Đúng không? Rồi. Vậy khí là phải khí nào? Một là hoặc là tỳ khí, hoặc là phế khí, hoặc là tâm khí. Tâm khí. Đúng không?
không? À, chứ không phải là khí nào hư cũng được, nó phải có con đường, hiểu không? À, nếu mà nói khí hư dẫn đến khí hư, cái tự nhiên cái can khí hư đến khí hư, cái vô lý không? À, can hư dẫn đến khí hư được không? Được. Trong trường hợp là gì? Can khí hư không tàn được huyết, dẫn đến xuất huyết, thì xuất huyết là mất huyết thì là gì? Là khí hư. Vậy muốn nói cơ y lý, ok, y lý có được cái chuyện đó xảy ra, nhưng bệnh nhân có cái chuyện đấy không? À, à. Rồi, và nó phải hợp logic chứ không phải nói khí hư dẫn đến khí hư là xong hết. À, đây không có hiểu gì hết cái câu đó. Rồi, bây giờ anh nói nè, chứ nó phải là sao? Nó nói là bổ khí thì ta phải bổ, xin lỗi, bổ huyết thì ta phải bổ gì? Bổ khí. Bởi vì sao? Bởi vì trên hình thành con đường hình thành huyết thì phải có gì? Phải có thì phải có sự vận hóa của huyết cốc, chuyển biến của huyết cốc, không? Rồi, giờ huyết hình thành lên khí, ta nói là gì? Là bổ khí thì ta phải bổ huyết. À, lý do tại sao? À, tại vì huyết đóng vai trò gì trên con đường hình thành khí? Nè, huyết là nó chứa gì trong đó? Tinh. Tinh. Không, vậy cái tinh này nó sẽ biến thành gì? Biến thành khí. Nãy mới nói rồi. Không, huyết này đến các bạn dự nên biến thành can, đúng không? Can nó sẽ lấy huyết tổng hợp thành gì? Thành can tinh. Can tinh này sẽ biến thành can gì? Can khí. Can khí này sẽ làm gì? Chức năng của thành can. Không, vậy đúng không? Vậy đó. Rồi, ok, vậy là có thấy mối liên hệ giữa khí và huyết chưa? À, đó. Như vậy thì huyết hư lâu ngày có thể dẫn đến khí hư. À, ví dụ như sao, tôi nói là huyết của ông đến tạng tỳ thì sẽ tạo thành tinh tạng tỳ, tinh tạng tỳ sẽ hóa thành tỳ khí, tỳ khí sẽ vận hóa thủy, thủy xong sẽ tạo thành gì? Tạo thành huyết. À, đúng không? Như vậy nha. À, vậy vậy phải hiểu được cái vấn đề nào là chỗ nào, chúng ta cứ nói gì nói. Rồi, à, vậy là đó là mối liên hệ giữa khí và huyết. À, rồi, nãy tôi nói rồi, tinh sẽ được gì? À, đem tưởng tượng như vậy nha. Tinh giống như là cây củi gì đó, dương thì giống như là lửa, còn khí là gì? Là gió ở trên. Tại vì sao? Dương nó sẽ hóa tinh thành gì? Thành khí. À, không, là điếu thuốc hả? Là điếu thuốc dê ha. À, cây củi nha, cho nó dễ ha. À, cây củi là dễ mường tượng nhất đúng không ha? Không, lửa đó chính là phần dương, không, cái tinh đó chính là cây củi đó đó. À, và sao? Cái gió phía trên đó chính là gì? À, là khí. Vậy tinh sẽ hóa thành khí dưới tác động của gì? Của dương. À, rồi đó là thận dương sẽ sao? Sẽ hóa thận tinh thành thận khí. À, đúng không? À, như vậy thì đó là mối liên hệ giữa tinh và khí. Tinh sẽ hóa khí. Rồi khí hóa được tinh không? Được. Khí hóa thành tinh. Như là khí hóa thành tinh thì sẽ con đường nó sẽ sao? Dài hai. Là khí sao? Khí sẽ thành cái gì? Huyết sẽ thành cái gì? Tinh. À, như vậy á, mình bảo là gì? Khi một khi mình nói trong đầu, mình nói bệnh nhân này là gì? Là tinh hư dẫn đến khí hư. Ok. Nhưng khi mình nói bệnh nhân này khí hư dẫn tinh hư, thì mình phải chứng minh được cái con đường nó đi. Phải chứng minh được con đường nó đi trên bệnh nhân đó. Dù bệnh nhân tôi có triệu chứng, đầu tiên bệnh nhân có triệu chứng này nè, là tinh hư. Sau đó bệnh nhân có triệu chứng này nè, là khí hư. Sau đó bệnh nhân có triệu chứng này nè, dẫn đến khí hư. À, hiểu không? Vậy thì rõ ràng mình phải chứng minh được trên bệnh nhân con đường thì có, nhưng bệnh nhân mình có thực sự bị vậy không? À, như vậy đó chính là mối liên hệ giữa tinh và khí. Rồi bây giờ chúng ta đó là tinh khí huyết nguyên bộ đã xong rồi ha, đảo qua đảo lại xong rồi đó. Giờ tới con đường gì nữa? Tâm. Tâm vậy nó nói gì? Mối liên hệ giữa tâm, vậy nó nói gì? Khí sinh tâm, đúng không? Khí sinh tâm, khí sinh tâm chỗ nào ạ? Tâm khí hóa bàng quang thì nó tạo ra gì đây nè? Tâm dịch, đúng không? Vậy có phải là khí sinh tâm không? Phải. Vậy giờ can khí hư có ảnh hưởng gì tới tâm dịch đâu? Can khí hư. Tất nhiên là không rồi. Nếu mà có ảnh hưởng thì ảnh hưởng một con đường khác. Con đường này nó không biết, phải không? À, chứ mà chắc chắn là không phải là con đường này rồi. Đúng không? Như vậy thì khí sinh tâm, khí hình thành tâm dịch là ở chỗ này, là thận khí hóa bàng quang để tạo thành tâm dịch. Và khí trong thủy, khí trong thủy này mới hình thành tâm dịch, được chưa? À, ok.
như vậy thì sao? Rồi cái chuyện nữa, cái tân dịch này nè, ví dụ như thận khí hóa mạng quên được là gì? Lên thăng lên phế đúng không? Phế sẽ làm gì? Thông điều vĩ đạo xuống dưới đúng không? Vậy cái chức năng mà thông điều vĩ đạo đó là phế khí hay là phế gì? Phế khí hay phế nào? Phế. Là phế khí đúng không? À, vậy thì phế đóng vai trò là cái chốt chặn thứ hai trong quá trình thăng lên dịch. À, rồi. Được chưa? Phế chịu điều là gì? Bị lạc thông điều vĩ đạo. Thông điều vĩ đạo thì tân dịch nó sẽ vui cùng điên trọng sẽ đến về đâu? Về thần. Đi một vòng nghĩa là sao? Đó phải nó đi chơi, đi một vòng nghĩa là sao? Đi hết khắp cơ thể. Nó đi đến cân thì cân xài cái tân dịch đó rồi sao nữa? Sau cái sản phẩm chuyển hóa ra ngoài là cái tân dịch sao? Cái tân dịch đã bị xài rồi đó. À, thì sao nó sẽ đi một vòng sẽ đến về thận. Để thận lại nhiệm vụ gì? Khí hóa nghĩa là gì? Nó phân biệt thành trọng thôi quý vị nhá. Như vậy giống như gì? Nhà máy xử lý nước vậy đó. À, đại khái giống như thận cái kiểu đó. Đó. Như vậy thì khí đóng vai trò trong quá trình hình thành cái tân dịch. Rồi, cái tân dịch có hình thành được khí không? Khó. Đó, tất nhiên là khó rồi, đúng không? Thì cũng là cái đoạn này thôi, bởi vì nếu mà không có thủy thì thận nó chuyển hóa cái gì? Đúng không? Đó, thận nó chuyển hóa thủy là thành cái gì? Thành một dạng khí đúng không? Đó, như vậy bây giờ không có thủy thì nó đốt cái gì thành khí? À, giống như giờ ngâm nước á, ngâm nước bây giờ không có nước nó đốt thì đốt đi, nấu đi. À, thì nó có hơi nước bay lên không? À, không á, như vậy thì rõ ràng là gì? Tân là cái nguồn gốc để mà sinh thành lên gì? Khí. Và nhờ có khí thì tân nó mới được tạo thành. Không? Đúng chưa? Tân là nguồn gốc. Không, vậy khi mà mình hiểu là tân hóa khí và khí hóa tân thì là khi nào thì tân nó hóa khí, khi nào thì khí nó hóa tân. Và nó khí hóa một cái, nó chuyển hóa cho đâu thì chuyển hóa một con đường nào. Không? Chứ không phải cái nào cũng được, nên em nói hay gọi chung là một chuyện lắm thôi. Bây giờ cái ứng dụng cho bệnh viện nè, bây giờ nói này là bệnh nhân đó ăn khám thấy là sắc mặt nhợt, bìa bính nhợt, môi nhợt, tâm quý tính xung gì đó, cuối cùng dẫn đó bệnh nhân này là huyết thư. Rồi vậy bây giờ mình nói cho anh biết giờ huyết thư bao nhiêu nguyên nhân sinh ra huyết thư? Ba. Thứ nhất thủy hư. Chưa, đầu tiên đó là gì? Bị cóc là gì? Tì. Ừ, tì. Ăn không đủ. Ăn không đủ. Nếu mà ăn không đủ thì đó mình làm gì? Ăn ra đủ. Ừ, chỉnh lại chế độ ăn của bệnh nhân. Đúng không? Chỉnh lại chế độ ăn của bệnh nhân thôi. Thuốc bổ. Đó, 100 ngàn, ăn thuốc đó là 100 ngàn. Một ngày uống 100 ngàn thì 100 ngàn đó. Bệnh nhân nếu mà do gì? Quyết tư mà do ăn uống không bị đủ thì 100 ngàn đó mua là thuốc bổ. Đúng không? Chứ mắc nhớ gì phải mua tan thuốc để gọi cái tiền ký. Có liên quan tới tiền ký không? Không. Như vậy chốt chặn đầu tiên ăn đủ thì cấp. Nếu mà ăn vô rồi chuyện gì xảy ra? Chốt chặn ngay là gì? Vị chứ không được ăn vô nói ra chẳng ngày sau được tập hẹp môn vị ăn vậy á, nó vui vui vậy đó á, đúng không? Ăn vô nói ra hết rồi làm sao không có chuyện gì nữa phải vô ha. Chốt chặn hai là đủ vị. Rồi chốt chặn thứ ba là gì? Rồi chốt chặn thứ tư là gì? Phế. Đấy, thứ tư là gì? Tâm. Vậy đó là con đường hình thành huyết. Đúng không? Rồi vậy thì huyết thư thì một là giảm hình thành, hai là gì? Tăng phá hủy. Tăng phá hủy thì có hai chuyện, một là sao? Là nó xuất huyết, hai là sao? Có cái gì đó làm cho tổn thương huyết, chẳng hạn như nhiệt. Nhiệt nó sẽ hung đố, nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho bại huyết, nó sẽ làm cho phá hủy huyết gì đó, làm cho cái giống, đại khái giống như vậy, không? Làm cho hao huyết. Như vậy thì xuất huyết thì có thể là gì? Xuất huyết thì có thể là gì? Không phải có thể là chấn thương xuất huyết này, xuất huyết thì có thể là gì? Can không thành được huyết, có tỳ không thấm nhất huyết nè, đúng không? Ok ha? Rồi, không, hoặc là nhiệt xuất huyết, hoặc vọng hành. Đó, rồi. Như vậy đó, tức là cái cách là tụi em sẽ ứng dụng vào để tụi em biệt luận. À, để coi thôi, ví dụ bệnh nhân này huyết tư, để em nghĩ trong đầu tụi em là, để em kiểm tra từng chốt một, để làm sao? Như chứ đâu ăn sao? Ăn uống đầy đủ không? Rồi, ok, ăn có bị không bị ói gì không? Không. Rồi đúng không? Vậy sao? Tiếp kiểm tra đạn tì bao gồm triệu chứng gì của đạn tì? Ví dụ như là cơ nhục, tiêu chảy nè, đầy bụng nè, khó tiêu nè, chán ăn nè, đúng không? Rồi xong tì xong rồi mình sẽ tập xóa tới chủ gì không? Để béo xong mình tập xóa tại gì? Làm đó, đúng không? Tại vì không? Chỉ cần một vài câu hỏi đơn giản thôi, bạn sẽ biết được rằng nguồn gốc của huyết thư trên mình là ở đâu.
Vậy đó chính là ví dụ của sơ đồ này. Và em sẽ phải hiểu được cái mối liên hệ giữa tinh, khí, huyết, âm dịch là nó nằm ở chỗ nào. Ok. Rồi, còn gì thắc mắc nữa? À, chưa thầy chuyển qua thứ hai. Đây là thứ hai. Rồi, vậy là thứ nhất xong rồi đó. Tất nhiên cái sơ đồ này thì chỉ giảng cho tụi em ở cái bậc level 14 thôi. Nếu mà lên đi 6 thì sơ đồ này sẽ giảng khác. Rồi, tất nhiên. Thôi, phải khác chứ. Giống như hồi, giống như bữa mấy em đi học vô, Cam nói là tất nhiên là cái kiến thức về người này nó sẽ khác hoàn toàn, nó quy một khác với nhau khác không? Giống như hồi xưa anh bảo là cái gì? Là tên học của kiến thức của sinh học á, năm cấp 3 là cái gì? Là khi mà nguyên phân thì nó tạo thành hai cái tế bào sao? Giống nhau và giống là tế bào mẹ, không? Nhưng mà khi mà học xong năm nhất thì tên phải biết rằng là cái câu này cái câu sai hoàn toàn. Không, anh bảo là chừng nào thấy con này sai, sai thì báo với anh. Còn nếu mà con sai thì con tức học hoàn toàn. Sai không? Câu này sai đúng không? Trời ơi. Sai chỗ nào vậy? Sai chỗ nào vậy? Đứa nào biết cái câu đó sai chỗ nào nói cho bạn, nói cho mọi người nghe coi. Nói chung là từ một cái tế bào sẽ nguyên phân sẽ tạo thành, sẽ phân trôi á, sẽ tạo thành hai cái tế bào. Hai tế bào này sẽ giống hoàn toàn với tế bào ban đầu. Và câu này sai chỗ nào? Hả? Ok, nguyên phân không xảy ra cái gì luôn. Quá sức tưởng tượng. Không thể tin được luôn. Đây đủ 100 con người không? Không. Đủ 100 không? Mấy giỏi nhà hết rồi. Mấy giỏi nhà hết rồi phải không? Lớp trưởng nghĩ rồi. Bữa anh cho ra đề, cho đề triệu chứng. Mấy bạn dạy á, cái xong cái chơi đề, cái xong cái bộ môn nó kêu là anh phân dễ khó, phân 3 mức 1, 2, 3 để khi mà cho ra đề xuất đề á thì nó sẽ cái đề nó sẽ đồng, nó sẽ mình tự biết được độ khó như thế nào không. Cái xong cái mình gửi lại cho anh.